Rồi chào anh em luôn ha. Hôm nay mấy anh em mình tiếp tục công trình lu bu này anh em ơi. Đó, mấy anh em đang hàng cái gác lửng ha. Lót mấy cái tấm sim bo này lên gác lửng nè anh em. Đó, trên làm chống nóng cho khách luôn đó. Đó, bây giờ cái khâu mấy anh em hàng xong rồi ha. Bây giờ kéo mấy cái tấm sim bo để mình bắn vô cái sườn của cái sàn sắt mình mới hàng anh em. Đó. Cái này đang kéo lên rồi đo kích thước để bắn thôi. Mình làm luôn cái phòng cho khách anh em. Đây cái mặt dưới đây anh em ơi. Ở trên mình cũng ốp alu rồi luôn rồi. Đó mấy anh em thả sắt về đây, sắt hộp đây. Đó. Đó cái này thì tùy theo anh em ha. Tùy theo mình tính giá với khách nha. Đó muốn chắc thì mình thả thắt dày. Dày hơn. Cái này thì khách không có nhu cầu lắm ha, chỉ làm giá mềm mềm cho khách thôi. Đó, đây mấy anh em câu mấy cái bát vô nè. Đó, mấy cái bát câu vô tường đây. Đó, dài dài xuống đây đây nẹp vô. Đó, bắn mấy cái bát L vô nè. Đó, cái xương đơn giản vậy là được rồi đó anh em. Về ra. Ở trên này thì cái sàn chỉ có để đồ lặt vặt một người ngủ thôi ha. Nên làm cũng đơn giản anh em ơi. Đó, hàng dọc qua đây luôn. Mấy anh em làm hơi lu bu còn dùng nhằn dây điện lùm lum nè anh em. Đó, nẹp ở đây nè. Làm giả chiến cho khách đó. Mà cũng khá là đẹp anh em. Đó, phía dưới này nữa mình lắp thêm cái phòng cho khách nữa. Dài ra phía sau luôn. Đó, ở đây hàng cái V nè anh em. Đó, câu lại. Ngay góc á. Đó, cái này thì đối với mấy anh em thợ sắt thì quá đơn giản này. Đó, hàng thả xương. Rồi sau này mình lắp cái phòng phía dưới cho khách luôn. Đó, cỡ lai lai vài cái sắt nhỏ nha. Đó, ở đây cũng nẹp nè. Nẹp cái V ở đây nè anh em, ngay cái góc đó. Chút xíu mình leo lên trên, mình quay cái mặt trên cho anh em xem luôn ha. Ở trên này mình làm chống nóng nữa. Ở phía cái mặt trên của cái mấy cái tấm lót xi bo gác lửng này thì mình dán thêm tấm nhựa giả gỗ nữa nghe anh em. Đó, mấy cái góc đều có nẹp V hết nè. Đó, đặng nó giữ cho cố định chắc nha. Đó, đây nữa đây. Đó, tận dụng tối đa luôn. Mặt ngoài mình cũng ốp alu rồi kìa. Rồi, ở đây phía trên đây anh em. Đó, mấy anh em bắn được cũng giáp hết trơn rồi nè. Đó, làm cái cửa sổ cho khách nha. Quét dọn sạch sẽ xong cái mình lót cái tấm nhựa giả gỗ là đẹp hết ý luôn anh em. Đó, ở đây mình làm một cái cửa lùa cho khách luôn. Cái cửa lùa nhôm này bên mình cũng thi công luôn nha anh em. Đó, còn bề bộn lung tung nè. Đó. Xong rồi quét dọn rồi dán cái tấm nhựa giả gỗ lên ha. Rồi lắp cái máy lạnh lên là quá ok luôn anh em ơi.